Rồi, ok anh em. Lên tiếp cái clip này, giới thiệu anh em một cái em radio Toshiba ha. Toshiba TI-AR55. Hàng về từ Nhật nha anh em ha. Sử dụng pin 3 pin chung 4,5 và adapter thì là auto volt ha. Từ 110 tới 240V đều xài ok hết ha. Hiện tại thì em đang gắn pin để xài, con này nó gần như mới chưa sử dụng. Anh em cũng có thể thấy quay sách còn quấn cái dây, gần như là chưa sử dụng luôn, mới chắc chặt luôn ha. Toshiba, catalog toàn tiếng Nhật thôi. Đó. Hai băng AM FM và hai loa hai bên, có thể thấy hai loa hai bên ha. Size thì hơn gang tay, chưa tới gang tay, chiều ngang thì hơn một tí xíu, khoảng 25 cm. Đài thì AM FM full đài FM 108 nét căng. Quay sách nè, tay cầm nè, lưới sắt, vỏ nhựa, màu đen, gần như là mới, rất là mới, chưa sử dụng luôn. Thì được cái là cái con này thì nó lại là hàng Trung Quốc sản xuất cho thị trường Nhật nha, và về từ Nhật anh em ha. Thì rõ ràng luôn, Made in China luôn, sản xuất cho thị trường Nhật, về từ Nhật. Con này được sản xuất nhà máy mới luôn, 2020 luôn ha. Đó, đây rõ ràng quay rõ cho anh em luôn, 2020 đó. Đây có công tắc gạt, xài cho adapter hoặc là xài cho pin, nó sẽ báo nè, pin nè. Báo nguồn pin nè. Dưới đài, trời đài. Đang teo lại do cái tuổi tác. 92 MHz. Tất cả những cái đó nó đều hỗ trợ khiến cho nam giới là rụt xuống chồng. Thì nếu mà lên những chiếc này thì bà con các bác nào mà thích là nghe đài rõ nét thì em này là số 1 rồi. Quá rõ nét luôn, nhiều đài. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank cho biết về cách thức mua đổi ngoại tệ khi giao dịch chuyển tiền quốc tế. Khách hàng khi mà có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài thì sẽ được điểm này qua hotline và fanpage của chương trình. 96 MHz. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta. Phải tư tới 2 mét. 102 MHz nè. Đó, ok. Tức là muốn mà chồng được ba. FM rất là nhiều ha. AM thì nó chỉ có một đài ở đây chứ bắt được 6.10 MHz là hết rồi. Ok, thì anh em con này có cái đường phone out cho anh em luôn. Giao lưu với anh em cái con này giá là 1.200.000 ha. Anh em có nhu cầu giao lưu thì cứ vui lòng alo cho em. Zalo cũng như là số điện thoại là 0908217658. Em Huy Vũng Tàu. Giao lưu với anh em và ship hàng toàn quốc ha. Bạn của em tên là Trúc Nhân. Ăn nhiều rau xanh, ăn nhiều trái cây. Đây. Và nếu như mà bên đây của anh bình thường thì anh có thể ba bên chung cái lượng thịt trong đó thì chú ý là con này mới lắm, về sản xuất năm 2020 mà. Đừng có ăn những các cái thịt màu đỏ nhiều, là phải tập thể dục. Tôi nghĩ rằng là cái trường hợp của anh. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em có nhu cầu thì alo cho em ha. Hay lo hai bên em ha.
dứt khoát là rồi xin dừng video này tại đây và sẽ giới thiệu một cái con khác đến cho anh em. Tiếp theo là sẽ giới thiệu cái con này. Hàng Đức ITT của Đức ha. Rồi ngừng cái video này sẽ tiếp tục tới cái video ITT của Đức nha. Cảm ơn anh em.